Thưa quý vị, hôm nay Minh Hải Miền Đông gửi đến quý vị với một câu chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nói về chủ đề này thì hầu như là muôn thủa câu chuyện sau đây là một câu chuyện mà người phụ nữ, người con dâu đã chia sẻ lại trong ngày hôn nhân của mình vô cùng cay đắng và đau xót cho cô. Và tôi mong rằng quý vị lắng nghe cũng như chia sẻ bình luận về câu chuyện này. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Nói hết những gì cần nói Chị dâu lập tức thu dọn đồ đạc Rồi dẫn hai con ra khỏi nhà Bố tôi đỡ đấn mãi Như người mất hồn Còn mẹ thì quá sốc đến mức Muốn lên cơn đau tim Bây giờ thằng Hùng đã không còn nữa Bố mẹ chỉ biết nương tựa vào thằng hai mà thôi Vợ chồng nó lại có đứa con trai nối dõi Về tình về lý Bố mẹ vẫn nên đón vợ chồng Con cái nó về sống chung Nhà thì chật Mà ở đông người lại phức tạp Nên thôi Trước mắt con tìm một căn nhà trọ bên ngoài Rồi đưa hai con ra sống tạm khi nào bố mẹ sắp xếp được Sẽ đón lại ba mẹ con về Đó là lời mẹ tôi nói với chị dâu cả Anh trai tôi qua đời cách đây 5 tháng Vì một tai nạn Anh chị kết hôn được 11 năm Sinh hai con gái Hiện tại các cháu cũng dần khôn lớn lên rồi Mẹ tôi có hai người con trai Còn tôi là con gái út đã lấy chồng Lúc trước Bố mẹ sống chung với anh cả Anh hai cùng vợ con ở riêng Giờ này bà nói thế Khác gì đuổi chị dâu Cùng hai cháu nội đi Quả thật Mẹ làm như vậy cũng có phần quá đáng Lúc trước Vợ chồng anh cả tuy không giàu có Nhưng chị dâu luôn lo toan đầy đủ Trong nhà Không để bố mẹ tôi phải thiếu thốn Chị cũng chẳng hề tính toán thiệt hơn Hay tị nạnh với anh hai tôi Thế nhưng Ở vị trí của bố mẹ lúc này Thì mới hiểu được Chị dâu dù sao cũng chỉ là con dâu Hai cháu gái sau này Sẽ lập gia đình về nhà người ta làm dâu Còn anh hai mới là con trai ruột của bố mẹ Con trai anh ấy mới là người Nối dõi hương khói cho gia đình Chỉ được chọn một trong hai Bố mẹ chọn vợ chồng anh hai Cũng là điều có thể thông cảm được gia đình tôi cứ nghĩ chị dâu sẽ uốn ức và oán hận rất là nhiều ai ngờ nghe xong chị dâu chỉ im lặng một lát rồi bình thản lên tiếng mẹ tính như vậy con cũng không có ý kiến gì dù ý định ban đầu của con là không tái hôn ở lại đây chăm sóc bố mẹ đến hết đời thay chồng con báo hiếu cho bố mẹ nhưng nếu mẹ đã chủ động từ chối thành ý của con thì sau này cũng không thể tách con được. Những năm qua, chúng con tự thấy không thẹn với lòng chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ đến nơi đến chốn. Vậy từ giờ xin để trách nhiệm đó cho chú hai, không liên quan gì tới con nữa. Nói xong những lời đó, chị dâu tiết lộ một điều khiến cả nhà tôi phải choáng váng. Đó là chị vừa mới tậu một căn nhà trước thời điểm anh tôi gặp nạn mấy tháng Căn nhà trị giá 5 tỷ đồng Ba tầng rộng rãi khang trang Chị định đón bố mẹ tôi sang đó sống Nhường lại căn nhà cũ này cho anh hai tôi Kế hoạch chưa thực hiện được Thì anh trai tôi bất hạnh đã qua đời Lúc đó Cả nhà tôi mới biết những năm qua chị dâu có thu nhập rất là khá Kinh tế trong nhà chủ yếu do chị gánh vác Lương thưởng của anh tôi chẳng đáng là bao nhiêu Chị không khoe mẽ vì muốn giữ mặt mũi chỉ diện cho chồng Căn nhà kia đều là tiền chị dâu kiếm được Anh tôi biết vợ giỏi sang có tài Vừa phục chị mà cũng hầu thẹn không dám tham lam tài sản vợ làm ra Bình thường chị dâu chăm lo cho cả gia đình Đã khiến anh cảm kích lắm rồi Mọi tài sản khác anh chủ động ký xác nhận là tài sản riêng của vợ Bởi thế khi anh mất gia đình tôi cũng không có phận nói hết những gì cần nói, chị dâu lập tức thu dọn đồ đạc rồi dẫn hai con ra khỏi nhà. bố tôi đỡ đẫn mãi như người mất hồn, còn mẹ thì quá sốc đến mức muốn lên cơn đau tim. nhưng lúc này họ há miệng mắc quai, không thể hờn trách chị dâu bất cứ một điều gì. bố mẹ tôi hành động tuyệt tình nên chị dâu cũng đã phủ phạm từ chối mọi trách nhiệm. vâng một câu chuyện mà giữa nàng dâu với gia đình nhà chồng như thế này tôi cũng mong rằng quý vị nhận xét và đưa ra những lời chia sẻ bình luận và tiếp theo kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai chị chồng đưa người yêu về ra mắt tôi run rẩy nhận ra người đàn ông ấy từ hôm đó mất ăn mất ngủ khi còn là cô sinh viên năm thứ ba Tôi vẫn ngây thơ lắm Do là người ở quê lên thành phố học Nên tôi thật thả đến ngây ngô Khi đó anh tuy đã đi làm Nhưng tình cờ hai đứa quen biết nhau Thế rồi từ đó anh theo đuổi tôi ráo riết Lúc nào cũng có mặt ở phòng trọ rủ đi ăn, đi chơi Được chiều chuộng nên tôi mau chóng ngã gục vào lòng anh Đang thuê trọ cùng hai người bạn Nghe lời anh rũ rộ tôi cũng liều ra ngoài ở trọ một mình Để anh có thể tiện lợi đến phòng tôi chơi Rồi nghỉ lại bất cứ lúc nào Anh tuy mới ra trường Nhưng đã đi làm rất nhiều công việc Nên cũng kiếm ra tiền Và chăm lo cho tôi rất đầy đủ Hai đứa sống thử với nhau được một năm Thì tôi dính bầu Khi ấy tôi học đầu năm thứ tư của đại học Khi biết có thai Tôi hoảng sợ thực sự nhưng nghe thông báo xong Anh lại bảo bây giờ chưa phải là lúc hai đứa đám cưới Rồi chính anh đã thuyết phục Và đưa tôi đi bỏ thai ở một phòng khám bên ngoài Lúc đó còn quá trẻ Sợ bố mẹ ở quê biết chuyện tẩy trời Nên tôi đành chấp nhận đau đớn để bỏ đứa con đầu lòng của mình Sau khi tôi phá thai Thì tình cảm của hai đứa cũng nhạt dần Rồi ít lâu Tôi cũng phát hiện anh ta đã có vợ ở quê Hóa ra bao lâu nay anh ta chỉ lừa lọc những đứa con gái nhẹ dạ như tôi. Khi biết không thể giấu được chuyện thì anh ta lật bài ngửa bảo chia tay. Chia tay mối tỉnh đầu. Đối với tôi là một cú sốc lớn. Tôi đã sống những tháng ngày như đã chết. Cũng may nhờ bạn bè, người thân động viên. Cuối cùng tôi cũng ra trường và xin vào làm được một công ty. Tại đây tôi gặp chồng tôi bây giờ Lúc yêu nhau Chồng tôi cũng kể về gia đình rất nhiều Bố mẹ anh ở nhà kinh doanh Trên anh còn có một chị gái hơn tôi 3 tuổi Nhưng ham chơi Lười biếng và hay đàn đúng với bạn bè Chính bởi vậy khi về làm dâu nhà anh Tôi cũng không sốc bởi tính cách của chị chồng Thế nhưng Sống cùng một nhà tôi xác định khuất mắt trong coi Và mong một ngày chị sớm lấy chồng để yên chuyện Bốn năm sống ở nhà chồng, tôi cũng chưa thể mang thai lại từ sau lần bỏ thai năm ấy. Vợ chồng tôi đi khám nhiều nơi thì do tôi bị dính buồng tử cung. Hai đứa cũng đã đi chữa và phẫu thuật nhưng tin vui có bé vẫn chưa về. Nhiều lúc nghĩ về người yêu cũ mà tôi hận anh ta và chính mình nhưng lại không thể tiết lộ cho chồng biết về quá khứ ấy. Cho tới hôm vừa rồi, Chị chồng tuyên bố sẽ đưa chồng sắp cưới về nhà ra mắt Vì thế cả nhà tôi cũng làm cơm tươm tấp đón tiếp Vừa nhìn thấy người đàn ông đã sánh vai với chị Mà tôi đã choáng váng Dù 4 năm qua rồi Nhưng tôi vẫn nhớ như in Khuôn mặt kẻ bội bạc đó cho dù anh ta có khác đi Nhưng không thể sai được Đáng sợ hơn là gã cũng nhận ra tôi Tuy nhiên chỉ thoáng bối rối một chút Rồi lại tỏ ra như chưa quen biết Thế nhưng suốt từ hôm đó đến nay Tôi sợ hãi đến mất ăn mất ngủ Vì bỗng nhiên rơi vào tình cảnh này Chồng chưa cưới của chị chồng Sao lại có thể là gã tôi từng yêu Và bỏ rơi tôi ngày trước được Nghe chồng tôi bảo Gã ấy đã từng ly hôn vợ Và giờ làm ăn xa suốt lắm Lão gặp với chị ấy chỉ muốn đào mỏ gia đình chồng tôi thôi Dù biết rõ thế nhưng chị chồng vẫn chết mê chết mệt với tình trẻ và dẻo miệng tôi nghe mà bùng nhùng lỗ tai tôi thì chỉ sợ một hôm nào đó gã nói hết ra mọi chuyện và quá khứ của tôi bỏ thai bị bại lộ để bị dính buồng tử cung khó có thể mang thai thì sẽ ra sao đây vâng hai câu chuyện đến đây là kết thúc mong rằng quý vị lắng nghe chia sẻ tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại